Xin thân ái kính chào anh chị em và đặc biệt là các bạn trẻ thân mến. Hôm nay chuyên mục đồng hành với bạn trẻ, chúng ta gặp lại nhau trong cái chuyên đề về cầu nguyện. Rất nhiều bạn trẻ đã hỏi chúng tôi một cách chân thành: thưa cha, làm thế nào để chúng con biết cách cầu nguyện? Đó là một cái thao thức rất là đáng quý, nên chúng tôi xin trình bày đề tài cầu nguyện này trong 3 clip liên tục. Nên hôm nay chúng ta là cái clip đầu tiên về cầu nguyện. 3 clip sẽ theo 3 cái vấn đề được đặt ra. Thứ nhất là tại sao lại cần cầu nguyện? Thứ hai, cầu nguyện là gì? Và thứ ba, cầu nguyện như thế nào? Cả ba cái chuyên đề như thế đều dựa trên một đoạn tin mừng, đó là Matthew chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Trước tiên chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ ngày xưa, cũng là dạy dỗ chính chúng ta bây giờ. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hãy ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có thể nào cho anh em khi con mình nó xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái của mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Phần thứ nhất, tại sao lại cầu nguyện? Các bạn trẻ thân mến, hễ có lòng tin thì chúng ta mới xin. Bởi vì chúng ta đang xin một Thiên Chúa mà chúng ta tin rằng Ngài thương chúng ta, Ngài quan tâm đến chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta những điều tốt nhất. Nên nếu chúng ta có lòng tin mà lại tin vào Thiên Chúa là đấng rất đáng tin, rất cần phải tin, chứ không phải tin vào một người đời nào đó, một ông lớn nào đó, một người đại gia nào đó có thể cho chúng ta cái này, cho chúng ta cái kia. Nhưng đây là tin vào Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta, đấng giàu lòng thương xót. Thật ra đạo nào cũng vậy. Đạo nào cũng mời gọi cái người tin xin với cái đấng mà mình tin. Chỉ có người vô thần tuyệt đối, không tin ai thì mới không biết xin. Chúng tôi nói vô thần tuyệt đối là bởi vì có những người miệng thì nói vô thần, nhưng mà lòng thì không phải vô thần. Họ vẫn tin vào một cái giá trị thiêng liêng nào đó, có khi là một giá trị huyền bí, nó có vẻ mê tín dị đoan, nhưng mà vẫn là tin, vẫn là xin. Nhưng nếu mà chúng ta tin vào Thiên Chúa thì chúng ta là một loại người xác tín vào Thiên Chúa là đấng yêu thương mình. Nên cái việc mà chúng ta xin, việc mà chúng ta cầu nguyện là chính đáng, không có gì là sai cả. Nhưng coi chừng, không phải là, đây không phải là cái cơ chế xin cho. Chúng ta có nguy cơ rất dễ biến Thiên Chúa thành một cái ông thủ trưởng, thành một cái ông thủ kho, để ta gõ cửa, để ta xin xỏ cái này cái kia, có khi để làm một chuyện xấu, để hối lộ, để mua chuộc, để làm cả những điều ác, những chuyện mà chúng ta đang mong có thể thực hiện được bằng mọi giá. Thì bây giờ ta xin với Chúa, ta hứa với Chúa là ta sẽ dâng cho Chúa cái này, dâng cho Chúa cái kia, để xây nhà thờ, xây trung tâm mục vụ, sẽ góp tiền để giúp cho người nghèo, sẽ bảo trợ ơn gọi cho các tu sĩ, ví dụ như vậy. Mà một cách gọi là có qua có lại, xin với Chúa để con giúp cho hội thánh của Chúa, thì Chúa nhớ cho con lại cái điều này điều kia.
Như vậy là chúng ta áp đặt, như vậy là chúng ta muốn Thiên Chúa phải theo ý mình. Và từ cái chỗ đó chúng ta rất dễ mất lòng tin, bởi vì Thiên Chúa đâu có đáp ứng cho ta những chuyện xấu. Ta xin những chuyện không tốt thì làm sao mà Thiên Chúa có thể đáp trả ta được. Nếu như cái chuyện đó nó có xảy ra thì nó cũng là một chuyện tình cờ ngẫu nhiên nào đó, chứ không phải là do Chúa ban cho chúng ta. Nên xin lặp lại, cầu nguyện là một cái tấm lòng chân thành của con người tin vào Thiên Chúa đấng yêu thương mình. Và vì tin vào đấng yêu thương mình nên mình đang lo, mình đang buồn, mình đang chăn trở thao thức một vấn đề gì đó chính đáng, là một điều tốt. Nó tốt cho đời của chúng ta, nó tốt cho gia đình của ta, cho anh chị em, quê hương đất nước, dân tộc của chúng ta, mà nó chính đáng. Thì ta thấy cái điều đó nó vượt khỏi cái khả năng, cái tầm hiểu biết và cái tầm thực hiện của con người chúng ta. Chúng ta có thể nói là lực bất tòng tâm đó. Thì khi ấy chúng ta có một lòng tin nương tựa vào Thiên Chúa, ta xin với Chúa. Nhưng mà ta nhớ đến cái bài học của cái anh Phong Cùi ở trong Tin Mừng, khi chạy đến với Chúa Giêsu, anh ta không nằng nặc đòi Chúa Giêsu phải chữa lành cho anh ta như anh ta muốn, nhưng anh ta lại nói với Chúa Giêsu: lạy Thầy, nếu Thầy muốn, xin chữa lành cho tôi. Anh ta trao cái quyền quyết định đó cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa thật sự nếu muốn cho anh ta được chữa lành, thấy rằng cái chuyện anh ta được chữa lành là một điều chính đáng, là một điều tốt cho anh ta và cho người khác, thì Chúa sẽ chữa lành cho anh ta. Cái mẫu cầu nguyện tuyệt vời của anh Phong Cùi đó đáng để cho chúng ta bắt chước. Chúng ta cũng xin với Chúa, thậm chí có quyền nài xin, van vỉ, nhưng bao giờ chúng ta cũng dành cho phần quyết định để cho Chúa. Chúa là đấng sáng suốt, quan phòng, Ngài thấy được điều đó có tốt cho chúng ta, có lợi cho chúng ta. Trước mắt và lâu dài, Ngài sẽ có cách để mà thực hiện điều đó, có cách để mà ban cho chúng ta cái ơn ấy. Nên cái phần thứ nhất này là tại sao lại cần cầu nguyện. Cần cầu nguyện lắm, rất cần cầu nguyện, bởi vì sống trong cuộc đời này có quá nhiều điều vượt quá sức của con người chúng ta, mà chúng ta dường như bị bủa vây bởi biết bao nhiêu vấn nạn. Chúng ta lo lắng, chúng ta buồn phiền, chúng ta đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì những rủi ro, những tai nạn có thể xảy đến cho ta, cho gia đình ta. Ta lại trăn trở với số phận của dân tộc, của đất nước, của quê hương chúng ta, của thế giới, của nhân loại. Tùy theo tầm cỡ, ta có thể cầu nguyện cho gia đình của ta, ta cầu nguyện cho xã hội mà chúng ta đang sống, ta cầu nguyện cho cái cộng đoàn dòng tu của chúng ta đang tu, ta cầu nguyện cho cái nhóm, cầu nguyện cho những đoàn thể mà chúng ta đang xả thân dấn thân để mà phục vụ mọi người. Ta có thể cầu nguyện cho người nghèo, cho những người đang đau khổ, cho những người gặp rủi ro, những người đang gánh chịu bất công. Rất là nhiều cái đối tượng để chúng ta mở lòng ra cầu nguyện cho mình và cho người khác nữa. Rất cần cầu nguyện là bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta không biết làm gì khác. Nhưng mà cũng phải nói là một khi đã cầu nguyện, chúng ta cũng phải đóng góp cái phần của mình vào với Chúa Giêsu. Ngài bảo là cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ ngồi chờ sung rụng mà chúng ta để ỷ lại hoàn toàn vào để cho Chúa quyết định, mà chúng ta không cố gắng cái phần của mình, đóng góp cái phần của mình, dù là nhỏ bé, dù là mong manh, dù là yếu đuối, nhưng mà vẫn có một sự đóng góp chân thành của chúng ta cho cái điều mà chúng ta đang khao khát được thực hiện. Khi ấy cái ý muốn của chúng ta vươn lên cùng Thiên Chúa, và nếu điều đó là một điều chính đáng, đẹp lòng Chúa và đúng là điều Chúa muốn, thì nó lại đáp ứng được cái chiều từ phía của Chúa. Hai bên cùng gặp gỡ nhau và cánh cửa mở ra, và tìm thì gặp được, và tìm thì sẽ thấy, và gõ thì sẽ mở cho. Rất hy vọng là chúng tôi đã cố gắng một phần để mà chia sẻ với các bạn trẻ, với anh chị em về thế nào là cầu nguyện trong cái phần thứ nhất, tại sao chúng ta lại cần phải cầu nguyện. Thì hẹn anh chị em tiếp tục trong cái phần thứ hai là cầu nguyện là gì, ta đi tìm một cái định nghĩa. Và cái phần thứ ba
cầu nguyện như thế nào là chính đáng. Xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ và biết ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh chị em.